Vâng, xin chào các bác đến với kênh Chơi Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe touring của chính hãng Lazan, màu xanh tím than, model FCR 3300. Và đây cũng là một mẫu touring khá phổ biến bên em, của dòng Lazan rất là bán chạy. Model mới nhất của dòng FCR 3300 được với trang bị với dây âm sườn rất là cao cấp không nhá. Và bây giờ em xin đánh giá chi tiết hoạt động của tổng thể xe. Vâng, đây là mẫu Lazan FCR Touring 3300 mới nhất về bên em. Có màu xanh tím than mà em đã review rất nhiều trong thời gian vừa qua về và review qua rồi. Và đây là một mẫu FCR đời mới được với trang bị dây âm sườn, so với đời cũ là trang bị dây ngoài và phanh V. Xe đời mới được trang bị với dây âm sườn, phanh dầu thủy lực. Đấy, xe được nâng cấp thêm so với phiên bản cũ. Xe làm từ hợp kim nhôm alloy X, vẫn là hợp kim nhôm siêu nhẹ đặc quyền của chính hãng của Lazan. Tổng thể nước sơn em đánh giá khoảng tầm 90-95%. Xe còn rất sáng và bóng nhé, có thể nhìn thấy rõ. Cái nước sơn còn rất là đẹp. Đây là một mẫu touring khá là phổ biến bên em. Model Lazan FCR 3300. Tổng thể xem đánh giá tầm 90-95%. Cổ phốt ghi đông của chính hãng Lazan, nguyên bản trong xe, dây âm sườn, tay lọc cao su chính hãng của Lazan, nguyên bản trong xe. Xe được trang bị với 8 tầng lip chính hãng của Shimano. Và lần này xe được nâng cấp thêm với bộ phanh dầu thủy lực Techo, so với bản cũ vẫn là bộ phanh đĩa thường thôi. Nhưng đây là một chiếc phanh dầu. Bên phải em thì trang bị với Shimano 3 tầng đĩa. Và đằng sau xe cũng là phanh dầu thủy lực của Techo. Càng xe rất sáng và bóng hơn nữa. Tuy có một vài rất sức li ti nhỏ à. Đây. Nhưng tổng thể xe không ảnh hưởng đến xe cả. Xe trang bị với cặp mai ơ bạc đạn, nguyên bản chính hãng của Lazan. Mai ơ bạc đạn, vành đổ, vành đổ hay là em được gọi là vành đĩa một lớp, vành nhôm nữa nhá. Tầm 3 phân, 4 phân. Rất là chắc chắn, những dòng touring với xe đua thường là trang bị những cặp vành đĩa như này. Lốp kem da. Kích thước lốp 700x28C. Vành cũng là vành gian chính hãng nguyên bản của xe đó nhá. Dây âm sườn rất là cao cấp so với thế hệ đời mới của những dòng xe bây giờ. Cọc yên của chính hãng của Lazan, yên của trang chính hãng Lazan nguyên bản cho xe còn rất là mới. Đằng sau thì trang bị với củ đề Thule Face Shimano chính hãng bản cho xe còn rất là mới đó nhá. Xe có cái gạt đề đây, chống va lập đề. Xe được trang bị với 8 tầng lip chính hãng Shimano, còn rất là mới, xích lip còn rất là mới. Ngay bản thân cái chắn đĩa bên trong này, xe rất ít sử dụng, nhưng mà là vẫn còn màu trong suốt dòng đĩa bên trong này. Khi mà đi lâu rồi nó sẽ bị ố màu vàng lắm nhá, nên là xe rất là ít sử dụng. Xe đằng sau xe cũng được trang bị với cặp may ơ bạc đạn của chính hãng của Lazan, vành đĩa và vành đổ một lớp. Chiếc lốp 700x28C nguyên bản theo xe rất là mới. Gạt đĩa Thule TX cũng của chính Shimano. Xe được trang bị với 3 tầng đĩa. Xe có công số size S, kích thước các phần 6 1 7. Chiều cao
Vâng, chiều cao đứng của size khung xe là size 44 nhá, size S. Vâng, và bây giờ em xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Lên lip không? Vâng, rất là mượt nhá, rất là trơn tru. Xuống lip, xích và lip còn rất là mới, chính hãng của chiếc Alo nguyên bản cho xe. Còn bên em là ba tầng đĩa. Xuống đĩa, lên đĩa. Vâng, hầu như là hoạt động của xe không có chi tiết nhỏ nào cả. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc Touring chính hãng của Gian, model FCR đời mới 3003, phanh dầu thủy lực, có độ mới trên 90-95%, giá rất tốt bên em là 7,7 triệu, bao ship toàn quốc bảo hành 1 năm. Có nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 70993 hoặc lên YouTube tìm cái xe đạp, nhấn đăng ký vào theo dõi kênh. Và hẹn các bác vào chương ngày mai.